Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, có nhiều thí sinh dù tuổi đã cao nhưng vẫn tham gia kỳ thi, với quyết tâm là nâng cao kiến thức và được cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Thí sinh cao tuổi nhất được biết đến là ông Nguyễn Huy Kỳ, sinh năm 1940 ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Tham gia kỳ thi, ông mong muốn được tiếp tục học y sĩ để trở lại làm nghề đông y của mình trước đây. Tại thành phố Cần Thơ thì có hai thí sinh đã ngoài 50 tuổi nhưng cũng tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Dù đã lớn tuổi nhưng họ đã vượt qua được ranh giới của bản thân, trở thành tấm gương động lực cho các bạn trẻ noi theo, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời.